Thưa thầy và các bạn, thì ngày hôm nay mình sẽ trình bày về chủ đề đó là dịch trong khoang màng phổi và dịch cổ trướng pleural fluid and ascites fluid. Thì thông qua cái chủ đề ngày hôm nay, mình sẽ giải quyết hai cái brainstorm, đó là brainstorm số 1 là dịch màng phổi ta dùng là serous fluid, dịch thanh tơ, và làm phản ứng lai thì dịch màng bụng ta dùng từ gì, có dùng là dịch thanh tơ không và sao lại làm cái SAIG. Cái brainstorm số 2 là tràn dịch màng phổi thanh tơ, serous pleural effusion, dịch như thế đã đúng chưa, nếu đúng tại sao, và nếu sai dịch lại như thế nào, vận dụng cái ngôn ngữ tiếng Việt và biochemistry và microbiology để giải thích cái brainstorm số 2. Thì để giải quyết được hai cái brainstorm này thì chúng ta phải vượt qua được bốn mục tiêu của bài hôm nay, đó là mục tiêu số 1 là các loại dịch của quá trình viêm, acidity of inflammation. Là trong cái mục tiêu số 1 này chúng ta phải định nghĩa được bốn cái dịch viêm đó, của bốn cái dịch tiết của quá trình viêm, và số 2 là phân biệt được transudative với exudative, có nghĩa là phân biệt được dịch thấm với dịch tiết, cơ chế hình thành nên dịch thấm và cơ chế hình thành nên dịch tiết, và cái phân biệt cơ bản đó là phân biệt huyết thanh và huyết tương, serum với lại plasma. Và mục tiêu số 3 đó là giải thích tràn dịch màng phổi thanh tơ, serous pleural effusion, là giải thích cái gì, là tràn dịch màng phổi thanh tơ, dịch sang tiếng Anh như vậy đã chuẩn chưa, nếu chưa chuẩn dịch dịch lại như thế nào cho đúng. Và chúng ta mục tiêu số 3 là chúng ta định nghĩa tràn dịch màng phổi thanh tơ là gì và cái tiêu chuẩn lai trong tràn dịch màng phổi thanh tơ là gì. Là và cái mục tiêu số 4 đó là dịch cổ trướng ascites fluid và tiêu chuẩn SAAG trong cái dịch cổ trướng là như thế nào nữa. Vậy thì bốn cái mục tiêu này chúng ta vượt qua thì chúng ta sẽ giải thích được hai cái brainstorm đó. Thì mục tiêu số 1 đó là các loại dịch của các loại dịch tiết của quá trình viêm, thì dựa vào cái thành phần hóa học bên trong cái dịch viêm á, bên trong cái dịch viêm mà ta chia thành bốn loại dịch tiết sau đây. Số 1 đó là dịch tiết thanh tơ, serous acidase. Số 2 đó là dịch tiết tơ huyết, furinous acidase. Số 3 đó là dịch tiết có máu, hemorrhagic acidase. Số 4 đó là dịch tiết có mủ, purulent acidase. Thì tại sao thì chúng ta phải vượt qua bốn cái định nghĩa bốn dịch tiết này? Vì chúng ta phải vượt qua định nghĩa bốn cái loại dịch tiết này để đủ cơ sở để trả lời hai cái brainstorm đó. Thì số 1, dịch tiết thanh tơ. Dịch tiết thanh tơ là cái dịch trong mà nó có màu vàng nhạt tương tự như là huyết thanh. Thì hai từ là serous và serum chúng ta sẽ được phân tích ở phía dưới. Thì thành phần của dịch tiết thanh tơ bao gồm nước điện giải và có thể xuất hiện luôn bạch cầu và các protein huyết tương, nhưng nó chứa rất ít fibrin, nhấn mạnh là nó chứa rất ít fibrin, gặp trong các phản ứng mà viêm cấp hay là viêm ở mức độ trung bình. Vậy thì nếu mà dịch tiết thanh tơ này nè, nó có mặt ở khoang màng phổi nè, khoang màng bụng, màng tim, thì lúc này ta gọi là, nếu ở phổi thì ta gọi là tràn dịch màng phổi thanh tơ, sẽ được làm rõ ở phần dưới. Còn nếu ở màng tim gọi là tràn dịch màng tim, ở khoang màng bụng thì ta gọi là tràn dịch màng bụng, và lúc này ta gọi là dịch cổ trướng, cũng sẽ được làm rõ ở phần dưới. Và ta đã vượt qua được cái dịch tiết thanh tơ, thì dịch tiết thanh tơ nó sẽ làm chuẩn cho ba loại dịch tiết còn lại. Tại sao nó lại làm chuẩn, thì chúng ta sẽ qua cái phần số 2, đó là dịch tiết tơ huyết. Dịch tiết tơ huyết là dịch tiết thanh tơ mà nó chứa nhiều cái fibrin, nhấn mạnh là chứa nhiều fibrin, và được hình thành do hoạt hóa hệ thống đông máu, gặp trong các phản ứng viêm nặng. Và nếu mà xuất hiện cái dịch tiết tơ huyết nè trên bề mặt của màng tim, màng phổi, thì ta gọi là viêm màng tim tơ huyết, viêm màng phổi tơ huyết. Và cái đây cũng là cái loại dịch tiết mà ta thường thấy trong cái viêm khớp giãn cách nè, viêm họng liên cầu khuẩn, viêm phổi do vi khuẩn. Mà khi á, cái dịch tiết tơ huyết này nè, nó có mặt ở một cái mô nào đó, thì ta hiểu rằng mô này đã bị tổn thương và hiện tại nó đang được sửa chữa. Số 3 là dịch tiết có máu. Dịch tiết có máu là dịch tiết thanh tơ chứa nhiều hồng cầu, và cái màu nó là màu đỏ lợt. Và
nó là kết quả của cái sự chấn thương các mạch máu làm cho thoát hồng cầu ra khỏi lòng mạch. Cuối cùng là dịch tiết có mủ. Dịch tiết có mủ là dịch tiết canh tơ mà chứa nhiều bạch cầu đa nhân trung tính, chứa đại hợp bào, xác tế bào chết và các vi sinh vật. Dịch tiết có mủ có thể ngấm lan tỏa trong cái mô tổn thương hoặc nó tập trung lại thành một ổ, lúc này ta gọi là ổ áp xe. Đó là bốn loại dịch tiết của quá trình viêm. Đây, hình ảnh của bốn loại dịch tiết của quá trình viêm. Vậy thì tới đây chúng ta phân biệt thế nào là tensodative và exudative và phân biệt được serum với plasma. Vậy thì tensodative gọi là dịch thấm. Cơ chế hình thành dịch thấm là do sự mất cân bằng giữa hai áp suất. Hai áp suất đó là gì? Áp suất thủy tĩnh và áp suất keo. Tới đây chúng ta nhắc lại, áp suất thủy tĩnh là cái áp suất mà nó đẩy nước đẩy dịch ra khỏi lòng mạch, còn áp suất keo là áp suất giữ nước giữ dịch ở lại lòng mạch. Thì dịch thấm cơ chế hình thành là do sự mất cân bằng giữa hai áp suất này, tức nghĩa là tăng áp suất thủy tĩnh mà giảm áp suất keo. Lúc này ta thấy mạch máu nó không giãn ra, mạch máu nó không giãn ra mà do chính anh tăng cái anh mà áp suất thủy tĩnh đó, nó đẩy nước đẩy dịch ra khỏi lòng mạch, trong khi đó mạch máu nó không có giãn cho nên nó không có thoát protein ra theo. Trong khi đó exudative gọi là dịch tiết, cơ chế hình thành dịch tiết là do hóa chất trung gian của quá trình viêm. Đó là những hóa chất nào? Histamine nè, serotonin nè, prostaglandin nè, leukogen nè. Thì những cái hóa chất này nó làm cho giãn mạch và tăng tính tấm thành mạch. Chính vì yếu tố giãn mạch nè, không chỉ dịch với nước nó thoát ra khỏi lòng mạch mà lúc này nó thoát luôn protein ra khỏi lòng mạch. Cho nên chúng ta thấy một điều là xuất hiện protein trong dịch tiết là do nguyên nhân này. Đó, thì tới đây là hai cái cơ bản mà chúng ta phải phân biệt, đó là serum và plasma. Tức nghĩa là plasma là huyết tương, serum là huyết thanh. Huyết thanh là huyết tương đã loại bỏ yếu tố trong máu. Và chúng ta sẽ bước vào giải thích tràn dịch màng phổi thanh tơ, serous pleural effusion và tiêu chuẩn lai trong tràn dịch màng phổi thanh tơ. Vậy thì để giải thích được chúng ta phải qua một cái bước, đó là bước phân tích. Phân tích cái gì? Phân tích serum, phân tích serous và phân tích thanh tơ ha. Chữ cái từ thanh tơ. Vậy thì serum với serous nó khác nhau chỗ nào? Serum là cái nó chứa chất điện giải nè, protein nè, lipid, lipid nè, chỉ không có chứa yếu tố đông máu thôi. Còn serous là nó bằng serum mà nó cộng thêm các tế bào bạch cầu, hồng cầu, fibrin và các tế bào thuộc hệ miễn dịch. Tức nghĩa là khi mà ta dùng serous, tức nghĩa là ta dùng cho cái dịch đó là dịch bệnh lý. Thanh tơ là sao? Thanh là thanh dịch, hay ở đây ta gọi là huyết thanh đó, còn tơ là tơ huyết. Vậy thì thanh tơ chúng ta translate, chúng ta dịch thành là huyết thanh chứa nhiều sợi, có chứa thêm cái sợi tơ huyết fibrin. Vậy thì chúng ta suy ra một điều là cái từ serous chúng ta translate nó thành là dịch thanh tơ là đúng. Và tới đây thì chúng ta phải đặt ra một câu hỏi: tràn dịch màng phổi thanh tơ là gì? À, tràn dịch màng phổi thanh tơ là tràn dịch màng phổi xuất tiết dịch rỉ viêm có màu vàng chanh và nhấn mạnh chỗ này là chứa nhiều fibrin và nó có thể chứa các loại tế bào như là bạch cầu, lympho và một số tế bào nội mạc của màng phổi. Đó. Vậy thì cái từ serous pleural effusion chúng ta dịch ra là tràn dịch màng phổi thanh tơ đúng nhưng chưa chuẩn. Tại sao chưa chuẩn? Tại vì định nghĩa tràn dịch màng phổi thanh tơ là tràn dịch chứa nhiều fibrin, trong khi cái từ serous chúng ta định nghĩa phía trên là nó chứa rất ít fibrin. Vậy thì chúng ta lúc này chúng ta sẽ dịch lại cho chuẩn, đó là, và trước khi dịch chúng ta phải nhắc lại là fibrinous là bằng serous cộng nhiều fibrin, đã định nghĩa ở phần bốn loại dịch tiết của quá trình viêm. Vậy thì chúng ta sẽ dịch lại cho chuẩn nhất, đó là fibrinous pleural effusion. Đó là tiếng Việt gọi là tràn dịch màng phổi thanh tơ và dịch sang tiếng Anh gọi là fibrinous pleural effusion là chuẩn. Và cái tràn dịch màng phổi thanh tơ này chúng ta sẽ gặp trong cái viêm màng phổi nguyên phát, phần lớn là do lao, do cái phản ứng màng phổi mà cạnh ổ viêm, viêm phổi nè, nhồi máu phổi nè, viêm màng ngoài tim nè, hoặc áp xe gan, vân vân. Thì màu sắc của màng phổi thì màu vàng chanh thì chúng ta đã đề cập ở cái phần tràn dịch màng phổi thanh tơ rồi, còn màu màu trong vắt
gặp trong các bệnh ứ nước trong cơ thể, suy dinh dưỡng nè, suy tuyến giáp nè, suy tim nè, xơ gan nè, màu hồng hoặc đỏ có thể gặp trong chấn thương hoặc ung thư, màu đục đục thì có thể là đục như sữa hay như nước vo gạo, do tràn dịch, do tắc cái hạch bạch huyết hay bệnh ung thư, tổn thương ống ngực do chấn thương hoặc là do phẫu thuật, và gọi là tràn dịch dưỡng trắc nếu triglycerides trong cái dịch màng phổi này lớn hơn 110 mg/dL, hoặc có mủ. Và lúc này thì trong cái dịch này nó chứa nhiều cái neutrophil, thường là do nhiễm khuẩn tiên phát ở khoang màng phổi hay thứ phát, một ổ áp xe nào gần màng phổi như áp xe gan, áp xe phổi hoặc áp xe dưới hoành, có mủ không, có mủ hoặc cái mủ này nè nó đục, nhưng mà đục nó dường như là nó ngã sang nâu thì nghĩ đến áp xe gan do amip vỡ vào khoang màng phổi, và cuối cùng là màu vàng lấm lánh, nó đục mà nó có cái có một cái mảng vàng lấm lánh, thì dịch nó chứa nhiều cholesterol, gặp trong tràn dịch màng phổi mà kéo dài sau giai đoạn tràn mủ màng phổi. Vậy thì tiêu chuẩn lai là gì? Tiêu chuẩn lai là nó có 3 tiêu chuẩn, đúng không? Thứ nhất là protein của dịch màng phổi trên cho protein huyết tương lớn hơn 0.5. Số 2 đó là LDH dịch màng phổi chia cho LDH huyết tương lớn hơn 0.6. Và số 3 là LDH dịch màng phổi lớn hơn bằng 2 phần 3 lần LDH huyết tương. Nếu thỏa một trong 3 tiêu chuẩn này là dịch tiết, còn nếu không thỏa tiêu chuẩn nào là dịch thấm. Và nguyên nhân của dịch thấm là có thể là xơ gan nè, hội chứng thận hư nè, suy thất trái nè, thẩm phân phúc mạc nè, suy dinh dưỡng nè. Còn dịch tiết có thể nguyên nhân là lao, nhiễm trùng, ký sinh trùng, virus hay là nhiễm nấm, thuyên tắc phổi, viêm trĩ cấp, ung thư hoặc lạc nội mạc tử cung. Đó. Vậy thì chúng ta đã vượt qua được tràn dịch màng phổi trên tơ là gì rồi? Vậy thì khi mà nói đến một bệnh nhân này tràn dịch màng phổi trên tơ thì cái dịch mà lấy ra nó phải thỏa, tức là màu vàng vàng chanh nè, và phải thỏa tiêu chuẩn lai, tức nghĩa là nó phải là dịch viêm và nó phải có nhiều fibrin, bạch cầu và lympho. Và lúc này thì trong đầu chúng ta suy nghĩ nhiều đến nguyên nhân, mà cái nguyên nhân mà gây nên tràn dịch này là do lao. Thì bình thường chúng ta thấy trong khoang bằng bụng nè nó không có dịch, trong khoang bụng nè nó không có dịch, vì một nguyên nhân nào đó bụng chúng ta trong khoang bụng đầy dịch, thì dịch này chúng ta không gọi là dịch thanh tơ mà cũng gọi là dịch cổ trướng, dịch cổ trướng, dịch hay còn gọi là dịch bán đó. Là dịch cổ trướng. Cổ trướng không phải là một bệnh mà chỉ là một hiện tượng, một triệu chứng do rất nhiều nguyên nhân gây nên. Đó. Còn màu sắc của dịch cổ cổ trướng, dịch trong trắng hoặc là hơi vàng, thường là do protein thấp, gặp trong bệnh lý thận hoặc suy tim. Số 2 là vàng chanh, thường là protein cao, gặp trong viêm hoặc u. Dịch có máu thì máu đây là không đông, nó gặp trong cũng gặp trong viêm hoặc u. Số 4 là dịch đục như mủ, do viêm có mủ trong ổ bụng và hiếm gặp. Còn cuối cùng là dịch đục như nước vo gạo dưỡng chất thì rất hiếm. Vậy thì SAIG là gì và nó sử dụng để đánh giá cái gì? Vậy thì SAIG viết tắt của cái từ là serum ascites albumin gradient, tức nghĩa là độ chênh lệch giữa albumin trong huyết thanh và trong dịch mà trong dịch cổ trướng. Và công thức tính nó như sau là albumin huyết thanh trừ cho albumin của dịch cổ trướng. Đó. Thì mục đích chính của dùng SAAG này nè là để nói lên rằng dịch cổ trướng này là có phải nguyên nhân là do tăng áp lực tĩnh mạch cửa hay không. Vậy thì giá trị bao nhiêu của SAAG là do nguyên nhân, nói lên là do nguyên nhân tăng áp lực tĩnh mạch cửa, và giá trị bao nhiêu thì không có liên quan đến tăng áp lực tĩnh mạch cửa, thì con số đó là 1.1. Nếu mà lớn hơn bằng 1.1 gram trên decilit là cổ trướng này là do tăng áp lực tĩnh mạch cửa, nếu mà nhỏ hơn 1.1 thì cổ trướng này không liên quan đến tăng áp lực tĩnh mạch cửa. Thì chúng ta nhìn cái sơ đồ ở dưới, lớn hơn 1.1 nguyên nhân do tăng áp lực tĩnh mạch cửa, và phải dựa vào cái protein trong cái dịch cổ trướng để phân loại cái bệnh lý nữa. Nếu mà nhỏ hơn 2.5 gram trên decilit là có thể cho xơ gan nè, rồi giai đoạn cuối của cái hội chứng Budd-Chiari, đó là hội chứng mà tắc các tĩnh mạch trong gan và do u gan di căn. Nếu lớn hơn 2.5 thì có thể là do suy tim sung huyết nè, viêm màng mài tim co thắt nè, hoặc là giai đoạn sớm của cái hội chứng Budd-Chiari, rồi có thể do tắc cái tĩnh mạch chủ dưới nè, hoặc là hội chứng tắc cái xoang gan.
Hoặc nếu mà nhỏ hơn 1.1 thì ở gam trên exudate thì có thể là do rỉ, là nguyên nhân này là không có liên quan đến tăng áp lực tĩnh mạch cửa, thì có thể là do rỉ mật nè, hội chứng tầng hư nè, viêm địa cấp nè, do carcinoma cái màng bụng nè, hoặc là do lao. Thì bài thuyết trình của mình đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.